Trung Quốc, một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI, đang đối mặt với một thách thức đáng kể trong quá trình phát triển công nghệ AI của mình. Tình trạng thiếu chip tiên tiến đang cản trở khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực AI và các mô hình ngôn ngữ lớn. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, trong khi nhu cầu chip tăng cao lại vướng phải các biện pháp kiềm chế thương mại do Hoa Kỳ dẫn đầu đã hạn chế nguồn cung chất bán dẫn đến Trung Quốc. Ngành AI của Trung Quốc đang phải tranh thủ đến từng con chip do thiếu các đơn vị xử lý đồ họa, GPU, màng cổng lập trình trường, FPGA, mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng, ASIC, và chip tăng tốc. Đây là những thành phần quan trọng trong việc phát triển và huấn luyện các mô hình AI như ChatGPT và mô hình ngôn ngữ lớn, LLM. Theo Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc, tính đến tháng 5 năm 2023, Trung Quốc đã có ít nhất 79 mô hình ngôn ngữ lớn với hơn 1 tỷ thông số. Mỗi mô hình LLM cần hàng trăm và có thể lên tới hàng nghìn chip tiên tiến để đào tạo. GPU, FPGA và ASIC đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý song song và tăng tốc tính toán, giúp các mô hình AI hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong trường hợp của ChatGPT và LLM, việc có đủ số lượng chip tiên tiến là cực kỳ quan trọng. GPU, FPGA và ASIC đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và tính toán đồng thời trong các mô hình AI phức tạp như ChatGPT và LLM. GPU được sử dụng để tăng tốc tính toán đồ họa, giúp tăng cường khả năng xử lý đồng thời. Hiện tại, nhà phát triển tại Mỹ là Nvidia nắm giữ vị trí thống lĩnh thị trường GPU. FPGA cho phép tùy chỉnh thiết kế phần cứng theo nhu cầu, đồng thời ASIC được tối ưu hóa cho một ứng dụng cụ thể, cung cấp hiệu suất cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Sự thiếu hụt các loại chip này đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng nghiên cứu và phát triển AI của Trung Quốc. Cơn sốt chip của Trung Quốc diễn ra khi các công ty công nghệ lớn cũng như các công ty khởi nghiệp theo đuổi sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo tổng hợp các thuật toán có thể hiểu lời nhắc của con người và tạo ra các phản hồi phức tạp một cách nhanh chóng. Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc Litpost, gã khổng lồ công nghệ giàu có đang dẫn đầu về chi tiêu Biden, chủ sở hữu của TikTok, được cho là đang thử nghiệm nội bộ một chatbot AI và tập đoàn đã đặt hàng GPU trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ Nvidia trong năm nay. Baidu, công ty sở hữu chatbot được xếp hạng số 1 trong nước bởi một tổ chức tư vấn do nhà nước điều hành, đã mua hơn 10.000 GPU Nvidia trong cùng thời kỳ với Biden. Để so sánh, các LLM của OpenAI đã được đào tạo trên một siêu máy tính được Microsoft công bố vào năm 2020 và được cung cấp bởi 10.000 GPU Nvidia. OpenAI tốn tới 700.000 đô la Mỹ mỗi ngày để điều hành hoạt động của ChatGPT, theo một báo cáo của trang tin công nghệ The Information vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, việc cung cấp chip từ các nhà sản xuất nước ngoài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nvidia đã bị cấm bán một số loại GPU A100 và H100 hàng đầu cho khách hàng Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và hạn chế bán công nghệ chủ chốt đối với Trung Quốc đã tạo ra những rào cản thêm trong việc tiếp cận các loại chip tiên tiến. Những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đó đã buộc gã khổng lồ California phải tạo ra các phiên bản chip cấp thấp phù hợp với khách hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó, vào tháng 3, Nhật Bản tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định về xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến cùng với Hoa Kỳ và Hà Lan, hạn chế bán công nghệ chủ chốt cho Trung Quốc. Trung Quốc rất không hài lòng với quyết định của Nhật Bản mà họ cho rằng đã vi phạm các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế. Hiện tại chỉ còn khoảng 40.000 chip A100 ở Trung Quốc, theo một báo cáo gần đây của hãng truyền thông Trung Quốc Kexin. Các công ty Trung Quốc đang cố gắng tận dụng tốt nhất lượng hàng tồn kho còn lại của họ. Đầu năm nay, Biden đã phân phối một số chip A100 của mình cho người đứng đầu sản phẩm và công nghệ Chu Wenchia, người đang lãnh đạo sự phát triển LLM của công ty, theo Litpost. Trong khi đó, gã khổng lồ giao đồ ăn Meituan được cho là đã triển khai lại một số chip A100 với cấu hình cao nhất để phát triển LLM từ các bộ phận khác, những bộ phận hiện phải sử dụng GPU có cấu hình thấp hơn. Trung Quốc đang đặt nhiều hy vọng vào việc phát triển ngành sản xuất chip của riêng mình để giải quyết tình trạng thiếu chip. Hiện tại, Trung Quốc đã có các nhà sản xuất chip, nhưng họ chủ yếu cung cấp các bộ vi xử lý từ thấp đến trung cấp, được sử dụng trong các thiết bị gia dụng và xe điện, không đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi sự tiến bộ và hiệu suất của ngành AI. Tờ Nhật báo Kinh tế đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc hỗ trợ nhiều hơn và hỗ trợ vốn cho chất bán dẫn tiên tiến sản xuất trong nước để giải quyết vấn đề thiếu chip và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành AI. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.